Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái quán mì ở Pháp. Nó là ở quận Cien Arrondissement. Mình cũng không nhớ là, nhưng nó cũng không tương đối là ở trung tâm của Paris. Thì đây là một cái quán mì mà là mì nó làm tại nhà. Đây là bên ngoài quán mì. Đấy, các bạn thấy không? Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong ăn nhá. Xin chào. Đây, bây giờ bọn mình đã đi đến được cái nhà hàng rồi. Đây là cái nhà hàng. Đây là ở trong bếp. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi ra ngoài kia xem. Đây là nơi mà họ làm mì. Đây là mì họ làm. Bây giờ mình quay lại. Ở Pháp này thì khi mà đi ăn thì mình có thể xin họ lấy nước miễn phí. Nhưng mà nước này cũng là nước họ rót từ vòi ra thôi. Nhưng mà tất cả là miễn phí, cho nên là nếu mà mình không muốn uống cái gì thì mình có thể gọi nước. Thì bây giờ bọn mình đang chờ đồ ăn. Khi nào đồ ăn ra mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ là bọn mình đã gọi ra rồi. Mình là gọi mì và gà rán. Còn bạn mình gọi mì và tôm pua là cái tôm trên tầm bột rán. Đây là của mình, cái bát rất là to. Cái thìa cũng rất là to như cái thìa múc canh của mình ấy. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử mì này là họ làm ngay tại chỗ. Mì này là họ làm ngay từ chỗ. Gà rất là mềm và giòn nữa. Mì thì mì dai. Ăn một miếng rau xem nào. Thì rau này là rau cải bình thường thôi. Rất là ngon. Gà rất là mềm và bên ngoài họ lại tẩm bột rán nên nó rất là giòn. Các bạn có thể nhìn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn. Rất là ngon. Comment tu prends des crevettes aussi longues comme ça? Mình ăn thử cái mì xào của bạn mình. Cũng được, nhưng mà mình thích cái mì nước hơn vì cái mì xào ăn nó khô lắm. Nhưng mà mình vẫn thích ăn phở. Ăn phở ở Việt Nam lâu lâu thì ăn cái này, nhưng mà ăn phở ở Việt Nam thì vẫn thích hơn. Tu sais comment ça peut être long? Tu sais comment faire pour que les crevettes soient longues? Comment? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Comment on fait d'habitude? Quoi? Comment on fait? Parce que quand tu fais que du rond, tu peux faire mieux. Le problème est que tu mets en stick à travers. D'accord, c'est quoi ça? Ça, c'est mon légume. Tu mets un bâton? Ouais. Rất là no. Mình ăn vài miếng đã thấy no rồi. C'est bon ou pas? Ouais. Mình cho bạn mình ăn thử. C'est bon ou pas? Lúc mà bọn mình đến đây là phải ở ngoài xếp hàng. Nhưng mà thường thì nếu mà đi hai người thì họ có thể xếp cho mình vào nhanh hơn. Nhưng mà khi nào mình đi nhóm đông thì nhiều khi xếp hàng trước nhưng mà lại được vào sau. Thôi mình xin chào các bạn. Mình sẽ ăn hết cái này, bao giờ mình ăn hết mình sẽ cho các bạn xem là hóa đơn bao nhiêu tiền. Bọn mình đã vừa trả xong thì tổng cộng hết 23 euro là khoảng hơn 500-600 nghìn. Đây là bếp của họ, đây mình đang đi ra. Đây họ đang làm mì đây. Đây bếp. Đây là người đang đứng chờ xếp hàng đây. Này, cho các bạn xem. Đấy, thế là xong một bát mì cho vào nấu. Nhân tiện thì mình sẽ quay luôn cho các bạn xem là bây giờ bọn mình đã đi ra ngoài rồi thì mình sẽ quay cho các bạn xem luôn là đường phố ở Paris thì sẽ trông như thế nào. Thì đấy, các bạn thấy nó cũng bình thường như ở Việt Nam thôi, nhưng mà ở đây thì mình bao giờ mình có thời gian mình sẽ làm hẳn một cái video về là cái ngoài đường rồi cảnh đẹp, tại vì là cái khu này bọn mình đang đứng cũng không có cái gì gọi là đặc biệt cả. Đây là cái cửa hàng, rồi đây là các cái quán rượu. Bây giờ bên này là người ta rất là lạ, là họ rất là thích ăn ngoài đường, kể cả là ngoài phố này. Các bạn nhìn thấy người ta ngồi ngoài đường này không? Kể cả trời lạnh, nhất là trời mà nắng thì họ càng thích chứ. Ở Việt Nam thì mình lại thích ngồi trong nhà đỡ bụi mà đỡ nắng. Đỗ ô tô hai bên đường như thế này. Đấy thì cũng không có gì video, thì chỉ là đến đây thôi. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn là đã xem cái video này. Nếu như mà các bạn muốn tiếp tục xem những video tiếp theo về cuộc sống ở Pháp thì các bạn có thể subscribe cho cái kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.